Làm gì thì làm, phải tránh nghiệp bỏng xẻng. Hôm nay chúng ta làm người, chúng ta không biết gì hết, không có thần thông, chỉ có chút ít tiền bạc sung sướng hưởng thụ. Không gì kinh hoàng bằng mai này khi tắt hơi rồi, thì không biết đi đâu. Trong phiêu phong tôi có tả, tả theo trong kinh chứ không phải theo tưởng tượng của tôi. Người tạo ác nghiệp nhiều đến lúc chết họ có cảm giác giống như tỉnh dậy từ giấc chiêm bao. Nếu sanh địa ngục họ nghe nóng, nghe đau đớn cả người, mê sảng la hét không ai nghe. Nhìn quanh thấy máu mủ tanh hôi, tiếng người la hét ruột đâm nhau trước mặt mình. Sanh về bằng sanh thì mù mịt, sanh về cõi trời thì nghe tiếng nhạc du dương. Mùi thơm ngát mát lạnh, lâu đài vàng ngọc bồng bềnh trôi trong không gian. Ánh sáng mờ ảo, người đẹp gia nhân dập dìu. Sợ nhất một ngày nào đó thức dậy, thấy mình ở địa ngục, hoặc thấy khát nước, đói. Giờ mình đói còn chạy đi lấy mì gói, chết lòi đó thì chịu chết thôi. Khi đã biết mình bắt đầu đói là thua rồi. Vì vậy phải nhớ, nghiệp gì thì nghiệp, phải tránh nghiệp bỏng xẻng. Trong lúc mình còn có thể chia sẻ được thì nên chia sẻ. Angulimala khi đi xuất gia bị chửi đánh đủ điều, nhưng lúc nào cũng đầy đủ đồ ăn ngon. Sở dĩ được như vậy vì đời xưa ngài từng là tỷ kheo, một bữa trưa ngon còn dư, ngài kiếm chỗ nào khô ráo sạch sẽ, ngài đổ ra với thiện ý, con gì ăn được thì ăn. Ở đây có người hỏi trên trời có lập gia đình không? Trên trời không có lập gia đình, nhưng nếu những cô thiên nữ đó thuộc về mình thì họ sẽ xuất hiện trong lâu đài của mình. Họ xuất hiện ở đâu thì thuộc về quyền của người ở đó. Theo kinh điển Nam Tông mô tả thì cõi trời hơn cõi Tây Phương Cực Lạc nhiều lắm, hơn cả thiên đàng của Hồi giáo, của Thiên Chúa giáo nhiều lắm. Có điều là Phật tử Việt Nam xui không chịu đọc những điều đó. Ví dụ, ở trên cõi tịnh cư của Nam Tông chỉ toàn thánh, không có vụ thánh phàm đồng cư. Cõi đao lợi, dạ ma, đau xúc thì thánh nhân đầy trên đó. Vì mỗi lần có vị Phật ra đời thì số chư thiên đắc quả đông lắm. Trên đó giờ thánh nhân đầy ắp, muốn học Tam Tạng hay thắc mắc kinh điển gì thì Pháp Sư Tam Tạng đầy trên đó. Ngay bây giờ nếu mình muốn thấy hình ảnh Đức Phật thì không khó. Trên đó có vô số vị trời đã nhìn thấy ngài, chỉ cần xin họ cho mình nhìn thấy được hình dáng Thế Tôn thì trong vòng 3 nốt nhạc mình đã nhìn thấy. Người ta có thể hóa hiện cho mình thấy. Biết được điều đó thì thấy đời tu có nhiều điểm hy vọng cũng vui, còn cứ lờ mờ không đọc kinh sách thì cũng chán lắm. Tôi có viết bài phiêu phong chuyện phím thầy tu, không biết bà con có biết không. Cái tựa sách, tựa bài khi tôi viết tôi không giải thích, nhưng nếu ai hiểu thì biết ẩn ý của tôi. Phiêu phong là một trong những bài tôi rất tâm đắc, bởi vì tôi dùng kiến giải của giáo lý Nguyên Thủy để nói về cảnh giới tái sanh bằng cách nói của người thời nay. Đừng xem bài viết đó là truyện ngắn giải trí, mà thật ra là tôi diễn tả về loài này. Phiêu phong nghĩa là theo gió mà đi, rất đói khổ. Sư Giác Nguyên.